mới quen mà. Nè, dưới cục cây gì nè. Mua bia đi. Quý mình đi. Cứ hết nhổn vợ coi khỏe lên coi. Gì? Cắn cái nắp ra. Bỏ cái nắp vô trong quất. Khỏe, khỏe cầm một cái khỏe. Bên. Nướng cái bạc mà. Đeo. Kéo này nè. Ô đừng đừng kéo này. Ôi không ăn nữa. Ở nhà đi. Cậu 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 tin luôn cậu không? Bắt nó. Đứng cái quay. Quyết cho giãn cái luôn cũng được, giãn cái luôn đi. Đây nằm đây rồi. Đây nó, đi. Rồi cho xuống dưới luôn. Rồi được. Đá đi. Lấy không? Quấn kia sao quấn được con ha, quấn hết. Con á. Con á. Con á. Quấn xui á, quấn ngang á.
Ôi, không được nè. Con bạc nó khét con gà. Ơi con gà mày ơi, lấy con gà luôn đi. Chín rồi đó, lấy ra đi. Nó nói rồi chứ bạn. Nè. Ớp luôn hả anh? Đâu có ớp gì. Ta thấy đồng đó nó còn nước mà. Quá ngon à. Mấy khúc khác nha, có mấy khúc khác. Nổi mà. Thịt này nó ra nước. Ơ sao mẹ? Chạy nó. Em lấy kéo em cắt xui lên là được. Mày đi về đi. Có nè. Vậy là tầm rồi mấy. Ôi sao. Đây. Đi. Đỏ rồi nha. Chưa quay chưa? Quay chưa em? Dài đi biết ơi, khôi. Được rồi. Có gì trong. Để cho các bạn nghe điện bỏ qua. Wow. Đúng rồi. Được rồi. Chúng tôi dính nó dính cái giấy bạc á. Rỡ đè lên cái bạc có bóp. Trời ơi. Già lắm già lắm già. Nhẹ nhàng thôi đó. Dạ. Qua được rồi. Chết cái gì gió nó bạc. Lôi 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 lên cho được rồi. Ủa ra không đi làm không biết tiền. Rồi. Có ngon tiêu gà giùm quá đã đi rồi. Dành đi dành đi dành đi. Làm gì? Còn nữa mà. Để mẹ đi, mua đồ ăn mua đồ. Quý nghe. Dạ đang ăn nè. Đó. Để chén nè. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em mình đi dã ngoại ngoài trời cả nhà.
thì nướng gà với chuột, nhưng mà xui cái là mấy con chuột nó bị khét, còn gà thì rất là ngon nha cả nhà nha. Vậy cả nhà làm thử đi. Nếu như mà cả nhà xem video thấy hay thì hãy cho mình một subscribe, một like và một chia sẻ để cho mọi người được xem video của mình nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.